So, có bạn hỏi là Was werden wir heute lernen? Okay. Das ist ja unser Thema. Ja, yeah. ở đây mọi người đã nhìn thấy chủ đề ngày hôm nay của chúng ta. So, zuerst herzlich willkommen bei Prima Deutsch für Vietnamesen. Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã đến buổi học livestream cùng với Prima Deutsch für Vietnamesen, tiếng Đức cho người Việt Nam. Trong những bài học lần trước, Chúng ta đã được học những mẫu câu có thể sử dụng trong giao tiếp uh, trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học một chủ đề khác. Yeah. Rồi. Uh, mục tiêu chính của chúng ta đó là Ausdrucksweise für Personen. Uh -huh. Ausdrucksweise có nghĩa là cách diễn đạt. À, für person có nghĩa là cải thiện. Chúng ta sẽ học cách cải thiện, cách diễn đạt. Trong quá trình dạy tiếng Đức cho người Việt Nam, thì mình nhận thấy là có nhiều bạn mặc dù rất là chăm chỉ học rất là chăm ngữ pháp biết rất là nhiều đó và các bạn có một cái vốn từ vựng tương đối là rộng tuy nhiên thì khi mà áp dụng vào viết hay là nói thì các bạn vẫn gặp nhiều khó khăn các bạn không thể nào activate được vốn từ vựng của mình à có những từ mà các bạn đã học nhưng các bạn không thể áp dụng nó được để đặt câu hay là để uh, diễn đạt trong khi giao tiếp. Có bạn nào uh, đang có mặt ở đây cũng gặp vấn đề này không? Yeah. Uh -huh. Dạ. Mục tiêu chính của chúng ta khi học một ngôn ngữ vẫn là communication, giao tiếp. Yeah. À, dạ. Nhiều bạn nghĩ là học ngoại ngữ thì chúng ta sẽ làm thật nhiều bài tập, à, đạt được điểm cao. Tuy nhiên là các bạn nhận thấy là khi mà chúng ta giao tiếp với người Đức thì chúng ta đôi khi là chúng ta sẽ không hiểu họ nói gì cả. Hay là họ nói cái gì đó chúng ta muốn trả lời lại nhưng mà chúng ta không biết nói là làm sao. Đúng không? Bởi vì chúng ta không biết cái từ vựng về chủ đề đó hay là chúng ta có rất là nhiều bạn là các bạn sẽ nghĩ bằng tiếng Việt trước. À các bạn tư duy bằng tiếng Việt sau đó các bạn mới dịch sang tiếng Đức. À, thì nhiều khi là nó sẽ dẫn đến cái trường hợp là cái câu diễn đạt của các bạn nó rất là lủng củng. Bởi vì người Đức người ta không nói như vậy. Yeah. ví dụ thay vì nói là tôi thích chiếc ô tô của bạn yeah. thì người Đức sẽ nói là mir cái fan auto có nghĩa là cái ô tô của bạn làm cho tôi thích yeah. cái nào bởi vậy nên là khi mà chúng ta muốn uh, giao tiếp chúng ta muốn diễn đạt hay giống như là người bản xứ thì chúng ta bắt buộc phải học cách tư duy bằng ngôn ngữ của họ ok giờ vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau lấy một chủ đề đó là Sport und Freizeitaktivitäten. là những cái hoạt động thể thao và ngoại khóa và chúng ta sẽ học những cái từ vựng liên quan đến chủ đề này, tuy nhiên theo một cách hoàn toàn khác. Rồi, dạ um, yeah, có chúng ta có tất cả là 5 bài tập và mỗi bài tập chúng ta sẽ có 2 cho đến 3 từ và các bạn sẽ phải điền từ thích hợp vào chỗ trống. Và sau đó mình sẽ phân tích cho các bạn Yeah, sự khác biệt giữa những từ đó và những cái từ này thường là những cái từ mà các bạn sẽ thường nhầm lẫn với nhau. À, chúng ta không chỉ học nghĩa của từ, yeah. chúng ta không dừng lại ở học nghĩa là à, từ này tiếng Việt có nghĩa là gì, mà chúng ta sẽ học cách sử dụng nó ở trong câu và chúng ta sẽ học một số những cái cụm từ, yeah. những cái cụm từ thường đi với những cái từ này. ok so seid ihr bereit? Lass uns anfangen. So, die erste Aufgabe weiterbluten. Welches Wort passt? Ergänzen Sie. Bereit, fertig oder vorbei? Okay. So, ihr habt zwei Minuten Zeit. Các bạn có hai phút để điền uh, những cái từ phù hợp vào chỗ trống và các bạn có thể viết ở trong phần bình luận. Okay, hai Minuten. So, da sehe ich schon unterschiedliche Antworten. So, ich bạn có những cái câu trả lời khác nhau. Rồi vậy thì mình sẽ xem xem là bạn nào có câu trả lời đúng Okay. Da ist die Lösung. Nummer eins. der Wettkampf ist leider schon vorbei. Uh -huh. Nummer zwei. die Sportler sind bereit für den Wettkampf. Nummer drei. Endlich sind die Kinder mit dem Trainingsprogramm fertig. Okay, so, ganz con rất là nhiều bạn trả lời đúng. Yeah. So, vậy thì mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu kỹ hơn về những từ này. Came. Okay. So, từ đầu tiên vorbei, Das ist ein Adverb. Nó là một trạng từ. Có nghĩa là to zu yeah. Zum Beispiel der Sommer oder die Pause ist vorbei. Ja. Das là qua Etwas ist vorbei. Okay. Gut. Und bereit. Bereit ist ein Adjektiv, ein Adjektiv. Zum Beispiel: Er ist zu allem bereit. Er ist zu allem bereit. Có nghĩa là anh ấy đã sẵn sàng cho tất cả mọi thứ. Bereit có nghĩa là sẵn sàng. Der Zug ist zur Abfahrt bereit. Der Zug ist zur Abfahrt bereit. Có nghĩa là cái tàu thì đã sẵn sàng để khởi hành. Mhm. Und fertig, fertig có nghĩa là xong đúng không? Hoàn thành cái gì đó. Rồi cấu trúc chúng ta sẽ thường gặp đó là mit etwas fertig sein. Mit etwas fertig sein có nghĩa là hoàn thành cái gì đó. Bist du mit den Hausaufgaben fertig? Bist du mit den Hausaufgaben fertig? Có nghĩa là bạn đã hoàn thành xong bài tập về nhà chưa? À, ba từ này nếu như mà chúng ta dịch sang tiếng Việt thì có thể là nó có nghĩa hơi giống giống nhau, đúng không? Nhưng mà nếu như các bạn hiểu trong cấu trúc của nó và tìm những cái ví dụ phù hợp thì các bạn sẽ thấy được sự khác biệt. Ok, gut. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Wissen oder kennen. So, wieder zwei Minuten Zeit. Bitte denkt an die Konjugation. Các bạn lưu ý phần chia động từ nhé. Okay, vielen Dank. So. Ở hai ví dụ này thì chắc chắn là các bạn cũng không gặp khó khăn để phân biệt được wissen và kennen. À, wissen und kennen. Hai động từ này tiếng Việt chúng ta đều có thể dịch sang là biết. À, nhưng mà nó có sự khác biệt. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ xem ví dụ Um, ja, ich Okay, unsere Basketballtrainer wissen, dass wir den Pokal gewinnen können. Also der Pokal. Ja, okay, gut. Mang ta đặt được So und ich kenne Ronaldo zwar nicht persönlich, halte ihn aber für den besten Fußballspieler der Welt. Okay, welche die, wenn die, wenn wissen? Welche die, wenn die, wenn kennen Okay, schauen wir mal. So, jemanden oder etwas kennen. Zum kennen. kennst du meine Schwester? Kennst du meine Schwester? À, jemanden kennen? Có nghĩa là, Quen biết ai đó? Bạn có quen em gái hay là chị gái của tôi không? So, ở đây chúng ta sẽ không dùng động từ, weißt du meine Schwester? Nein, ja? Yeah. Sondern kennen. Kennst du den Weg? Kennst du den Weg? Bạn có biết đường không? Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich kenne diese Stadt sehr gut. Ich weiß, ja? ich weiß diese Stadt sehr gut, nein. Sondern ich kenne. Kennst du Helene Fischer? Kennst du Helene Fischer? Helene Fischer ist eine bekannte Sängerin in Deutschland. Ja? Helene Fischer, lamon um, ca sĩ rất nổi tiếng ở Đức. Bạn có biết Helena Fischer không? Yeah, chúng ta không dùng Weiss du Helena Fischer. Yeah. Ok, so, und mit Wissen. Với động từ Wissen, thông thường người ta sẽ sử dụng một Nebensatz. Mhm. Uh Nebensatz -huh. có nghĩa là à, mệnh đề phụ, đúng không? Giờ, chúng ta có thể hiểu đó là biết ở đây trong nghĩa là hiểu biết. Yeah. Weißt du, wo sie wohnt? Weißt du, wo sie wohnt? Ah, wo sie wohnt. La nebensatz. Ja, genau. Ban komiert la goe somodauraum. Mhm. Meng sehr rum neuler kennst du, wo sie wohnt? Ja, sondern weißt du, wo sie wohnt? Ich habe nichts davon gewusst, dass sie einen Unfall hatte. Ich habe nichts davon gewusst, dass sie einen Unfall hatte. Tôi chẳng biết gì về việc là cô ấy đã bị một tai nạn. Uh -huh. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc là wissen cộng với mệnh đề với das. À, biết rằng. Weißt du, wann der Zug kommt? Weißt du, wann der Zug kommt? Bạn có biết là khi nào thì tàu tới không? Okay, so, chúng ta ghi nhớ là, wissen cộng với mệnh để phụ. So, vậy thì, sự khác biệt giữa kennen và wissen ở đâu? Kennen betont die Kenntnisse, die man aus persönlicher Erfahrung hat. Ah, kennen, Bei Wissen geht es um Informationen, die man auch zum Beispiel aus Büchern hat. Còn với động từ wissen thì chúng ta sử dụng khi nói về cái việc biết những cái thông tin mà chúng ta có thể là ví dụ như đọc được ở trong sách, nghe được ở trên đài hay là trong thời sự. Rồi có hai ví dụ này thì các bạn có thể hiểu rõ hơn. Ich kenne den Weg. Das bedeutet, hier war ich schon mal. Tôi biết đường bởi vì tôi đã ở đây rồi, nhá, tôi đã từng ở đây rồi. Ich weiß den Weg. Das bedeutet, ich habe auf der Karte nachgesehen. Ah, tu bitt nüng bül wie tui, das same lai, o jen gib an du. Okay? So, alles klar, weil die Weser gewann, sehr kum ganjem lernen zu, doch du kennen, weil du wissen. Gut, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Welches Wort passt? Bekommen, nehmen oder werden? Zwei Minuten. So, bạn Hương Vương und bạn Thi Huy Cô Bán haben schon geantwortet. Sehr gut, vielen Dank. So, und nun schauen wir mal, wie die Lösung ist. So, bây giờ các bạn có thể so sánh xem là câu trả lời của mình đã đúng chưa? Yep. Yeah. Và sau đó mình sẽ phân tích cách sử dụng của ba động từ này. Nummer 1. Sebastian Schneider wollte schon immer Motorsportler werden. werden, okay? Nummer zwei. Nur die besten Sportler bekommen eine Medaille. Medaille, Ja, genau. So und die besten Sportler, das bedeutet Plural, So ja? bekommen. Sabine hat sich nach dem Training einen Energy Drink aus der Kühlbox genommen. Genommen. Mhm. Perfekt. Okay, so, werden, bekommen oder nehmen. Werden. Zum Beispiel, ich will Lehrerin werden. Ich will Lehrerin werden. giáo viên. Werden à, có thể nhiều bạn sẽ nhầm với cả động từ werden trong thời uh, tương lai future eins đúng không? Giỏi nhưng werden uh, khi mà nó là một động từ chính nhá, yeah, ein Hauptverb thì nó có nghĩa riêng biệt đó là trở thành. Có rất là nhiều bạn nhầm động từ werden trong tiếng Đức với động từ become bởi vì các bạn nghĩ sang tiếng Anh có nghĩa là to become nha, yeah? to become tiếng Anh có nghĩa là trở thành. Tuy nhiên ở trong tiếng Đức nó lại là werden. Sie ist unsere Chefin geworden. Sie ist unsere Chefin geworden. Cô ấy đã trở thành sếp của chúng tôi. À đã trở thành chúng ta sẽ chia động từ đó là ist geworden. Er wird bald 40. Er wird bald 40. Anh ấy sắp 40 tuổi. Ok, chúng ta nhớ động từ werden khi mà nó là động từ chính. À, nó không phải là trợ động từ như là ở thời tương lai future eins. Thì ở trường hợp này, chúng ta sẽ cái nào sử dụng nó và chia động từ trực tiếp. Ok. So, weiter. Bekommen. À, các bạn lưu ý nhấn trọng âm vào nicht willkommen sondern bekommen nhận. ich habe heute ein geschenk bekommen ich habe heute ein geschenk bekommen à, hôm nay tôi đã nhận được một món sie hat ihre fahrtkosten erstattet bekommen sie hat ihre fahrtkosten erstattet bekommen Das bedeutet, man hat ihre Fahrtkosten erstattet. À, ở đây chúng ta sẽ sử dụng một cái cấu trúc khá là đặc biệt. Đó là chúng ta dùng động từ bekommen cộng với cả một particip quá khứ phân từ. À, cô ấy đã nhận được phát là chi phí đi lại, erstattet là được hoàn lại. Có nghĩa là cô ấy là người ta đã hoàn lại cho cô ấy chi phí Delay. Ja. Heilamo wie soch zum Beispiel. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen. Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen. Ah, tôi đã tôi nhận được cái quyển sách này. Nhưng mà cái quyển sách này á uh, là do có người khác tặng cho tôi. Nhá. Ja. Bởi vậy nên chúng ta nói là geschenkt bekommen. Wann bekommt sie ihr Kind? Wann bekommt sie ihr Kind. Ở đây nếu như mà chúng ta dịch sát nghĩa ra là khi nào cô ấy nhận được đứa con của mình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta giả um, yeah, dịch cho nó xuôi ra thì chúng ta có thể hiểu là khi nào thì cô ấy sinh em bé. khi nào thì cô ấy sinh con. ok? giờ thì đó là một cái nghĩa khác của động từ bekommen. Und nehmen. Er nimmt einen Teller aus dem Schrank. Er nimmt einen Teller aus dem Schrank. Có nghĩa là anh ấy lấy cái đĩa ra khỏi tủ. Ở đây chúng ta sử dụng động từ nehmen lấy cái gì đó ra khỏi đâu đó. Ich habe mir ein Taxi zum Flughafen genommen. Ich habe mir Ich habe mir có nghĩa là người ta bỏ bớt cái âm cuối đi bởi vì trong ngôn ngữ nói thông thường người ta hay nuốt âm như vậy. Thay vì nói là ich habe mir, thì người ta nói ich habe. Ich habe mir ein Taxi zum Flughafen genommen. À, ein Taxi nehmen. Chúng ta không nói là chúng ta lấy cái taxi, mà chúng ta bắt taxi. Nhá. Yeah. Rồi, tôi đã bắt taxi đến sân bay. Hay là chúng ta cũng có thể sử dụng bus nehmen. À, bắt xe buýt. Nhá. Cái nào nehmen cộng với một phương tiện giao thông. Rồi. Ok, Alles klar. So, zur nächsten Aufgabe. Welches Wort passt? Angst, Mühe oder Stress? Ihr habt wieder zwei Minuten Zeit. Bei Hoang Thuy und bei Thieu Kuban sind sehr schnell. Mhm. Sehr gut. Nguyen mhm. Ähm Chen ngan Vietnam. Uh -huh. Super. Vielen Dank. So, jetzt lesen wir die Lösung, ja. Yeah. okay, Nummer 1 nur mit Mühe erreichte er die Wandergruppe das Ziel. À, công này chúng ta có thể hiểu là gì? Chỉ với sự nỗ lực nhá, yeah, thì cái nhóm đi bộ có thể đến được đích. Nummer 2 Mit passenden Freizeitaktivitäten kann man gut seinen Stress abbauen. Câu này chúng ta sẽ hiểu là Với những cái hoạt động ngoại khóa phù hợp thì người ta có thể giải tỏa được căng thẳng. Nummer 3 Wer schon einmal gebissen wurde hat danach oft Angst vor Hunden. Có nghĩa là ai mà đã từng bị bị cắn một lần thì sẽ sợ sợ chó. Uh -huh. Mühe, Stress oder Angst. Also, die Mühe có nghĩa là sự nỗ lực. Die Planungen haben viel Mühe gekostet. Die Planungen haben viel Mühe gekostet. Also, ở đây chúng ta dùng động từ kosten với danh từ Mühe có nghĩa là cái việc lên kế hoạch thì đòi hỏi nhiều sự nỗ lực nhá. Yeah. Cái nào các bạn hãy ghi nhớ những cái câu uh, ví dụ như thế này bởi vì nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhớ được từ uh, tốt hơn và cũng như là tăng được cái vốn diễn đạt của mình. Ich habe mir viel Mühe gegeben, das Fest vorzubereiten. Ich habe mir viel Mühe gegeben, das Fest fortzubereiten, sich Mühe geben, cór nghĩa là tự mình nỗ lực, tôi đã nỗ lực rất là nhiều để chuẩn bị cho lễ hội. Der Stress, der Stress, à, chắc chắn là các bạn đều biết từ này, nó giống hệt như trong tiếng Anh, đúng không? Có nghĩa là sự căng thẳng. Er steht ständig unter Stress. Er steht ständig unter Stress. Các bạn hãy nhớ đến cụm từ unter stress stehen có nghĩa là chịu căng thẳng nhá anh ấy liên tục hay là thường xuyên phải chịu căng thẳng. Ich bin zurzeit immer total im Stress. Ich bin zurzeit immer total im Stress. À, một cách diễn đạt nữa với stress đó là im stress sein. Có nghĩa là Thời gian này tôi lúc nào cũng phải chịu căng thẳng. Bewegung hilft dabei, Stress abzubauen. Bewegung hilft dabei, Stress abzubauen. Stress abbauen. Các bạn hãy ghi nhớ cái cụm từ này có nghĩa là giải tỏa căng thẳng. À, Bewegung có nghĩa là sự di chuyển. Ở đây chúng ta hiểu là những cái hoạt động như thể thao. á. Ja, Kathe, hoch, suche die Autokivirla, seid da, du kannst danken. Und Angst, die Angst, kann ich ja lausen, so hei. Und Angst vor jemandem oder etwas haben. Ja, Chung da, so zung, seid um, du vor, ja. Du wirst ja die Angst. Ja, so, ey, lausen, so, gesehen doch. Ich habe Angst vor Hunden oder vor Spinnen. Ich habe Angst vor Hunden. Có nghĩa là tôi tôi sợ chó. Ich habe Angst vor Spinnen. Có nghĩa là tôi sợ nhện. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Đây là một câu hỏi. À có nghĩa là bạn sợ bạn sợ cái gì? À chúng ta sử dụng từ để hỏi là wovor khi mà chúng ta hỏi về vật nhá, yeah? chúng ta dùng wo cộng với giới từ Wovor? Sehr gut. So, und die erste Aufgabe. Welches Wort passt? Angenehm, bequem oder gemütlich? Zwei Minuten. Nguyên hao nhã, Und Thi cô bán, cái nào, Hằng Nguyễn, Nhật Nam, Đinh Thị Ngọc Trâm, Hồng Tuấn, uh -huh. Vân Anh Hoàng, Nguyễn Bích Vân, cái nào, Anh Lê Nguyệt, Hương Vương, giải uh -huh. tiếp schnell Hương Phùm Auch sehr gut, so, jetzt schauen wir mal.

âm cũng. Nummer 3. Dieses T-Shirt ist unglaublich bequem. Có nghĩa là à chiếc áo phông này thì ờ um, dạ yeah, có thể hiểu là dễ chịu, unglaublich chúng ta hiểu thể hiện cái sự ngạc nhiên nhá, yeah? unglaublich không thể tin được nhá. Yeah? So, angenehm. Có nghĩa là dễ chịu, chúng ta dùng tính từ này với những danh từ ví dụ như ein angenehmes Klima, ein angenehmes Klima, có nghĩa là, à, có nghĩa là, khí hậu dễ chịu. Ja? ein angenehmes Gefühl, ein angenehmes Gefühl, có nghĩa là, cảm giác dễ chịu. ein angenehmer Mensch, ein angenehmer Mensch, có nghĩa là một người dễ chịu. Ja? Có nghĩa là, ein netter Mensch, ja, genau. Und gemütlich, gemütlich, zum Beispiel eine gemütliche Wohnung, có nghĩa là một ja, ein gemütliches Zimmer, một căn phòng ấm und eine gemütliche Atmosphäre, ja, không khí ấm Bequem, có nghĩa là thoải mái, Ja? Yeah. Wie zum Beispiel ein ein setzel, Có nghĩa là một cái chiếc ghế. Cái chiếc ghế trường kỷ, chiếc ghế đơn, sofa đơn. Yeah. Dễ chịu, yeah. thoải mái. Chúng ta ngồi lên đó và chúng ta cảm nhận được cái sự thoải mái đó. Bequeme Schuhe. Bequeme Schuhe. Có nghĩa là những cái chiếc giấy thoải mái, mang lại cho chúng ta cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Okay, das ist ein ein anderer Sinn bequem. Okay, ist alles klar? So, das war's, ja? Yeah. Habt ihr noch eine Frage? Ja, yeah. schreibt bitte gerne in die Kommentare. Mhm. Nehmen wir, ihr habt beikì câu hỏi nào thì các bạn có thể viết vào trong phần bình luận, yeah. so. Okay, hat jemand eine Frage? Rồi hình như là ở đầu của buổi học um, có bạn có câu hỏi đúng không? Bạn Nguyễn Văn Hải có nói là ich möchte als Keller in einem Restaurant arbeiten. Also eigentlich Kellner, ja, Kellner là bồi bàn. Cái nào còn Keller nó là một cái nhà kho. Yeah. Ja? Okay, good. Rồi, Hoàng Thùy Duyên có hỏi từ đầu đó là cô có tip nào ôn tập nói cho dễ không? À chủ đề nói nhiều quá. Ok. Rồi, thực sự thì không có một cái tip nào có thể giúp cho các bạn giỏi trong vòng một vài ngày nhá. Bởi vì việc học nó là một quá trình nhá, chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều thì chúng ta mới có thể um, cái nào uh, nắm, nắm nắm chắc được một cái kỹ năng nào đó. Rồi nếu ví dụ như là em muốn nói tốt nhá, thì em phải luyện nói. <laughs> cái nào? Em muốn nghe tốt thì em phải luyện nghe, muốn viết tốt thì chúng ta phải luyện viết. Rồi vậy thì luyện nói á, nó đòi hỏi cái kỹ năng thứ nhất đó là em phải có phát âm tốt. Nhá. Cái nào em phải luyện tập phát âm của mình Em không cần phải phát âm uh, giống như người Đức Giống như người bản xứ Thì mới gọi là giỏi Mà em phát âm rõ ràng, dễ hiểu. Nhá, yeah. có nghĩa là người ta nghe em nói và người ta hiểu được em muốn nói điều gì. Ok. Rồi, và thứ hai nữa là em cố gắng cải thiện mở rộng vốn từ vựng của mình và vốn diễn đạt của mình. Nhá, yeah. từ vựng ở đây có rất nhiều từ vựng về các chủ đề khác nhau thì trong cái giáo trình mà em học á yeah, nhá, họ sẽ có cái phần uh, cái nào danh sách những cái từ vựng quan trọng trong cái chủ đề đó, thông thường sẽ nằm ở cuối cái chương đó cuối cái capital đó thì em nên tổng hợp lại những uh, từ vựng đó và em học nó theo chủ đề và với mỗi từ vựng em muốn học thì em hãy đặt câu với nó yeah, ví dụ uh, giống như là trong bài ngày hôm nay chúng ta đã làm yeah, chúng ta học từ bereit chúng ta học từ fertig và chúng ta lấy ví dụ về nó thì em ghi nhớ những cái ví dụ những cái cụm từ như vậy thì em sẽ dễ dàng có thể sử dụng nó được trong khi mà em viết hay là khi mà em nói, rồi yeah. và em có thể um, cái nào luyện nói bằng cách ví dụ như là em không có một bạn nào đó hay là một môi trường để em có thể luyện nói thì em có thể tự luyện nói bằng cách là em ví dụ như em thuyết trình về một chủ đề nào đó và sau đó em lấy điện thoại của em em ghi âm lại và sau đó em nghe yeah. em nghe lại xem là cái cách diễn đạt của mình như thế nào có gì mình cần phải cải thiện thêm nếu như mà em có um, tham gia một khóa học tiếng đức ở đâu đó thì em có thể nhờ thầy cô giáo của mình góp ý cho em nhé yeah. cái nào so rồi chúng ta uh, thoải mái chúng ta cứ mạnh dạn nói chúng ta nói sai thì chúng ta sẽ sửa và từ dần 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 thì chúng ta sẽ hoàn thiện được chính mình nhé yeah. ok so noch jemand Ừm. Uh -huh. Okay, Nguyen Hau. Ừm, ja, yeah, also es gibt jeden Samstag einen Livestream Unterricht, ja, yeah, auf dieser Seite. Genau. Có nghĩa là mỗi thứ bảy nhá yeah, vào lúc um, 20 giờ giờ Việt Nam, cái nào thì chúng ta sẽ có một cái buổi học livestream. Như thế này ở trên trang Facebook ờ đăng ký cho người Việt Nam thì bạn có thể ờ um,

Tschüss alle.